Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện ngôn tình hay. Hôm nay Bảo Linh xin gửi tới các bạn một bộ truyện mới có tên Sao trời tiểu thư. Tác giả Tiểu Hải Tử, người lại đây. Các bạn nhớ subscribe kênh để theo dõi những bộ truyện ngôn tình mới và hay nhất các bạn nhé. Nội dung truyện. Sao trời tiểu thư kể về cô gái rắc rối Hạ Mộc. Không phải cô rắc rối mà bởi lẽ cô nhiệt tình quá mức. Ai cũng gọi là sao trời xui xẻo, dù cô là một cô gái dễ thương trong sáng. Nhưng có người nói với cô, mỗi người đều có giá trị tồn tại, không tỏa sáng ở nơi này thì sẽ tỏa sáng ở nơi khác. Chỉ cần không buông tay, không trốn tránh, chắc chắn sẽ tìm được con đường thích hợp nhất cho mình. Thiệu Hải Dương, người nhờ vào cô và ngay lần đầu gặp mặt, người cho cô hiểu rằng cô cũng có điểm mạnh riêng là cô gái đang yêu. Mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện qua giọng đọc Bảo Linh. Chương 1. Mở đầu Lớp trưởng, mình quét rác hay là lao bàn? a, à, Hạ Mộc à. Lớp trưởng nhìn nữ sinh có vẻ mặt không biểu cảm này, bắt rác lùi ra sau một bước. Không cần, không cần. Nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm, cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi. Đây đâu phải ngày đầu cậu quen mình, sắc mặt mình vẫn luôn như vậy mà. Ánh sáng chiều chiếu lên gương mặt trắng bệch như tờ giấy, cũng không giúp cô tăng lên chút ấm áp nào. Không, thực sự không cần đâu. Cậu về đi, tớ sẽ ký sổ giúp cậu. Hạ Mộc chỉ chờ cậu ta nói câu này, sau đó sẽ cặp xoay người đi. Các bạn học khác chẳng những không oán trách lớp trưởng thiên vị mà còn giờ ngón cái lên với cậu, lớp trưởng anh Minh. Đi ra khỏi tòa nhà, một quả bóng rổ lăn đến chân cô. Cô vừa không người định nhặt lên, thành viên đội bóng rổ đứng ở xa vội hét ba tiếng. No! Không cần làm phiền đàn em đâu, để anh tự nhặt. Hà Mộc nhún vài đi tiếp. Khi sắp đến cổng trường, vừa khéo đi qua phòng bảo vệ, thấy mọi người chuẩn bị đóng cửa ra về. Nhưng nhìn thấy cô đến, động tác của mọi người đồng loạt dừng lại, thậm chí mở rộng cửa ra nửa mét như sợ cọ bẩn đồng phục của cô vậy. Những ai không biết thì nhất định cho rằng cô là con gái ông trùm xã hội đen hoặc thiên kim nhà giàu được chiều chuộng. Nhưng thật ra cô là phần tử nguy hiểm trong mắt mọi người hễ ai xảy ra xung đột với cô đều sẽ gặp phải tai nạn bất ngờ. Nhẹ thì cả mạo phát sốt, đau răng đau bụng, nặng thì gãy xương ngã xe trên đường đi gặp kẻ cướp. Chẳng lẽ đây chính là sao trổi trong truyền thuyết sao? Ai biết được? Chương 2. Đồ thần kinh không ngừng theo đuôi Cậu còn đứng chán cửa, tôi sẽ cho cậu thằng thiền luôn đấy. Hạ Mộc nhìn chăm chăm nam sinh cao lớn đứng chắn trước cửa. Hôm nay thật mới mẻ, người khác trốn cô còn không kịp nam sinh này uống nhầm thuốc rồi ư nghe nói cậu là sao trổi vô địch này cậu thật bất lịch sự nam sinh buông hai tay xuống hoàn toàn không quan tâm sắc mặt cô càng ngày càng khó chịu nói tôi muốn bị thương hy vọng cậu có thể giúp tôi nhảy lâu cắt cổ tay uống thuốc ngủ muốn chết có gì khó tôi nói là bị thương chứ không phải chết cậu là động vật máu lạnh à hạ mộc thấy sắc mặt cậu ta nghiêm túc cười lạnh nói đúng thế muốn chết lần sau đến tìm tôi nói xong cô lét qua bên người nam sinh mở cửa vào nhà không ngờ nam sinh này không chỉ vô lễ mà còn dám xông vào nhà dân thậm chí còn đẩy bật cửa chống trộm nhà cô cậu không ra tôi sẽ báo cảnh sát đấy nam sinh lại không thèm nhìn cô nhìn một lượt phòng khách sạch sẽ sáng hơi đột nhiên cậu chú ý tới một căn phòng có cửa gỗ cánh cửa kia cực kỳ không hòa hợp với cách bài trí trong nhà. Chính xác mà nói thì đó là cửa phòng ngủ kiểu cũ, thường xuất hiện từ thập niên 50-60. Lớp son lót màu xanh nhạt, còn có vài chỗ đã chóc sơn. Chính giữa cửa dán một bức tranh cũ ố vàng, xem ra đã nhiều năm rồi. Mà những nơi khác trong nhà cơ bản lấy màu gỗ thô làm chủ đạo. Tuy không thể nói là thời thượng cao cấp, nhưng ít ra cũng phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của người hiện đại không cho phép cậu tới gần nơi đó. Hạ Mộc nhanh chóng bước lên chắn đường, thuận tay cầm cái vỉ đập ruồi. Quát: Cậu bị điên à? Tôi là sao chổi, là yêu tinh hại người, là vi khuẩn gây bệnh. Cậu còn ở đây làm gì? Cánh cửa này quả nhiên có điều bí ẩn. Nam sinh nhận ra tâm trạng cô không tốt, vì thế cậu cho tay vào túi sách. Hạ Mộc không biết cậu ta đang sờ cái gì, lập tức thủ thế phòng ngự. Bỗng nam sinh vung tay ra. Chỉ nghe bốp một tiếng, một sớp nhà dân tệ được buộc chỉnh tề đập lên bàn. Nếu bằng này còn chưa đủ thì cậu ra giá đi. Hà Mộc nhón chân trong chú nhìn, nhìn qua, có khoảng một vạn. Cô quan sát tỉ mỉ nam sinh này. Đồng phục và túi sách chung của trường. Trên đồng phục sạch sẽ, không tỉ vết, tóc cắt gọn gàng, ngón tay thon dài sạch sẽ. quả thật giống con cháu nhà giàu. Tôi nghĩ bây giờ cậu sẽ đồng ý tìm hiểu về tôi một chút. Thiệu Hải Dương. Cậu ta vươn tay tỏ vẻ hữu nghị. Hạ Mộc hai tay ôm ngực, cười khẩy nói. Cậu nghĩ rằng tôi là người thấy tiền sáng mắt sao? Nói còn chưa dứt lời, thiết bị chiếu sáng trong phòng nháy mắt tắt phụt. Hạ Mộc thốt ra. Hỏng bét, mai mới có tiền nộp tiền điện. Đồng thời bại lộ chân tướng cô quả thật là người nghèo. Chỉ cần cậu đồng ý giúp tôi, tất cả chỗ tiền này đều là của cậu trong bóng đêm truyền đến giọng nói nghiêm túc của Thiệu Hải Dương. Hạ Mộc suy nghĩ một lát, hỏi. Giúp thế nào? Bị thương trong khoảng thời gian tôi chỉ định. Thật buồn cười, tôi vốn không có bản lĩnh quái dị này. Trước khi tới, tôi đã điều tra cậu kỹ càng. Tôi tùy tiện lấy hai ví dụ. Thứ nhất, sau khi cậu tranh chấp với thành viên đội bóng đá, đã nguyền rủa đối phương sẽ gãy xương. Ngày hôm sau, đối phương trong trận đấu bị thành viên trong đội đá trò gãy xương. Thứ hai, vì cậu không chú ý nghe giảng bị giáo viên phạt đứng ngoài cửa. Trước khi ra cửa, cậu nói với giáo viên cái gì chắc cậu chưa quên đúng không? Thầy giáo kia quả nhiên trong vòng 3 ngày sốt cao nằm viện. Những chuyện như thế còn rất nhiều. Tính tình của cậu cũng quá hỏng rồi. Chỉ vì bất mãn mà dáng tai họa lên đầu người khác. Cậu không phải sao trổi mà là phù thủy ác độc. Thiệu Hải Dương bình tĩnh lên án đương nhiên tuy rằng ấn tượng của tôi với cậu không tốt tôi cũng cho rằng những chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác chỉ đành thuê cậu chực thái độ thật ngạo mạn công tử này thật chú ý cô quá cơ không đùa dỡn cậu ta một lần chẳng phải có lỗi với bản thân sao đồng ý được cậu đi nộp tiền điện tôi muốn đi tắm con muốn ở lại đây theo dõi cô ngay cả khi quanh mình tối đen Hà Mộc vẫn nhìn về phía cánh cửa gỗ kiểu cũ kia. Yên tâm, tôi ngủ phòng khách sẽ không tùy tiện đụng vào vật phẩm riêng tư của cậu, lại càng không tùy ý xông vào phòng. Đây là giáo dục cơ bản. Không mời mà tự vào thì sao? Giáo dục thường xuất hiện dưới tình huống đôi bên thống nhất ý kiến. Lớn lên làm luật sư đi, ngụy biện quá thể. Chẳng qua, rất lâu, rất lâu rồi, không ai dám tới gần cô như thế. Hạ Mộc cảm thấy lạ lạ. Chương 3. Tận mắt chứng kiến sức mạnh của cô Đêm đầu tiên bình an vô sự, bọn họ cùng đi đến trường tất nhiên sẽ khiến cho bạn học khác chú ý đến Thiệu Hải Dương. Nam sinh này không muốn sống hay là thật sự không muốn sống? Tiếng nghị luận xì xào rơi vào tai bọn họ. Hạ Mộc dừng chân ngoái đầu lại nhìn. Các học sinh vội lấy khí thế xét đánh không kịp, bưng tai tản ra, sợ xa trổi vô địch ra tay độc ác với mình. Phù thủy, muốn ăn sáng không? Thiệu Hải Dương cầm một cái hamburger đưa cho cô. Hà Mộc không đói, nhưng Thiệu Hải Dương lại có dũng khí đối xử tốt với cô trước mắt bao người. Ờ thì, sung hô có thể bỏ qua. Cảm ơn, cô thật sự không sợ tôi à. Cô bóc giấy đóng gói vừa định cắn, tầm mắt lại dừng lại ở phía đối diện. Thiệu Hải Dương theo ánh mắt của cô nhìn qua, lập tức hô lên với người phụ nữ đang đi. Cẩn thận tên móc túi phía sau tiếng hô này không chỉ nhắc nhở người phụ nữ kia mà còn khiến tên móc túi hoảng hốt tên móc túi tức giận chỉ vào thiệu hải dương có ý cảnh cáo tiện đà bỏ trốn mất tăm cậu thích lo chuyện bao đồng nhỉ hạ mộc nói đây không phải chuyện bao đồng là do cậu khuyết thiếu quan niệm đạo đức thôi hạ mộc muốn nói lại thôi nhún vai cam chịu kệ đi dù sao cô cũng không cần sự đồng tình của cậu ta cậu ở lại nhà tôi vì sợ tôi chạy mất sao ừ tôi muốn bảo đảm tuyệt đối không để xảy ra sai sót. Cậu ta luôn có thái độ đã dự liệu hết mọi chuyện. Hà Mộc kiềm chế ý cười, giả vờ hỏi, "Ngày đó cậu muốn bị thương đến mức nào? Tốt nhất là cậu nên nói trước cho tôi biết, trạng thái không tốt, chỉ sợ sẽ làm phép thất bại." Nói đến trọng điểm, tôi muốn xem năng lực của cậu trước, khi nào thì được?" Thiệu Hải Dương cũng không hoàn toàn tin tưởng. "Bây giờ đi." Hà Mộc ném hamburger vào thùng rác đứng đối diện với Thiệu Hải Dương. Hai tay chắp trước ngực tạo thành chữ thập dựng, trong miệng làm bầm. Nhìn động tác ly kỳ cổ quái của cô, thần kinh Thiệu Hải Dương cũng dần căng thẳng. Nếu bảo không sợ chút nào là nói dối. Đột nhiên, Hạ Mộc từ từ mở to mắt, âm trầm nói. Tôi muốn nguyền sủa cậu. Cô nâng ngón trỏ chỉ vào mi tâm của cậu. Thiệu Hải Dương nín thở. Khoan đã. Không được, phép thuật nguyền rủa một khi đã bắt đầu thì sẽ không thể ngừng. Hạ Mộc lên tiếng cắt ngang lời cậu, đầu ngón tay tới gần, chỉ cách mi tâm cậu nằm phân. Thiệu Hải Dương thở sâu, dứt khoát nhắm hải mắt lại. Thấy cậu lo lắng không yên, Hạ Mộc mím môi cười. Tôi nguyền rủa cậu, trong vòng 2 giây sẽ bị Hạ Mộc chọc đau mắt trái. Đầm mạnh, tung tăng chạy đi. Ha ha, đồ ngốc. Thiệu Hải Dương hoài đá tại chỗ, che mắt trái, nhìn hung thủ vội vàng chạy mất, ngây ra như phỗng. Đứa trẻ sinh ra trong gia đình quân nhân, từ nhỏ đã nhận sự giáo dục quân sự hóa nghiêm khắc, hoàn toàn không thể hiểu hành động này của cô là vì mục đích gì. Trên đường về nhà, Thiệu Hải Dương nghĩ mãi không xong, liền đuổi theo bước chân cô. Tư cùng đường mới nhờ cậu giúp, vì sao cậu lại làm cho có lệ vậy hả? Hạ Mộc cho rằng cậu sẽ gào to thét lớn, nhưng cậu lại dùng vẻ mặt hết sức mê man nhìn cô ra vẻ đang chờ cô giải thích kỳ lạ nhưng mà cũng đúng nếu cậu ta có lối suy nghĩ bình thường thì sao lại đến tìm cô cờ chứ đúng lúc này có hai người đàn ông ca to cầm gậy từ đầu hẻm nhảy ra một kẻ trong số đó là tên móc túi họ gặp lúc sáng đối với bọn du côn vô cùng hung dữ hạ mộc lập tức trốn sau thiệu hải dương mà thiệu hải dương ban đầu cũng định đánh lại bọn họ đặt cặp ở fan đường, vén tay áo lên. Hơn nữa còn nói với bọn họ, cùng lên đi, đừng làm chậm trễ thời gian của tôi. Lời này quả thật rất có trí khí đàn ông, nhưng đằng lúc Hạ Mộc sùng bái cậu ta, Thiệu Hải Dương lại dịch sang một bước đẩy Hạ Mộc lên phía trước. Cậu có ý gì? Đây là cơ hội tốt, nhưng cậu bộc lộ tài năng. Cậu ta dùng tay ra dấu mời, đứng dựa vào tường xem. Du Côn vùng gậy sát nhe sang cười, Mặc kệ là vươn tay hay là duỗi chân, hai đứa mày hôm nay đừng hỏng thoát. Ai muốn đi, sao trồi thể hiện uy lực các người muốn chạy cũng không kịp. Thiệu Hải Dương nhìn Hạ Mộc, cười sán lạn. Đúng không? Đúng cái đầu cậu ý. Không đợi cô phản ứng, bọn du côn đã giờ gậy lên, lấy đả sông tới. a à, a à, cứu mạng. Hạ Mộc lấy tốc độ ánh sáng biến mất khỏi tầm mắt của Thiệu Hải Dương, nhưng không ngờ đầu hẻm còn có một tên su côn chắn đường vì thế cô lại chạy về cậu làm gì đấy thiệu hải dương khó hiểu hỏi vô nghĩa đương nhiên là đang chạy trốn hạ mộc chạy trối chết nhưng bà gã du côn đã chặn kín ngõ nhỏ đừng nói thiệu hải dương mặc kệ cho dù cậu ta không mặc kệ thì cũng chẳng làm gì được nhìn bộ dạng lịch sự của cậu ta đã biết là người đọc sách xem ra bữa này xác định là bị đánh rồi đã bảo cậu đừng xen vào việc của người khác rồi mà cậu mới là khách tình thực sự thì có sao nào giờ không định thì pháp a à. đúng, thật ra tôi vốn biết rồi, đứng sang một bên đi không đợi Hạ Mộc giải thích rõ ràng Thiệu Hải Dương đã bước một bước dài đứng chắn trước mặt cô Hạ Mộc vội vàng dùng cặp sách che mặt chỉ nghe thấy phía trước có tiếng binh khí giao đấu chém giết rung trời A-di-đà-phật, à đánh cậu ta một cái là tốt rồi bọn họ không định dù lòng thương với con gái A à. Cô làm nhảm được khoảng 10 phút, trên đỉnh đầu một bóng đen bao trùm cả người cô. Trái tim cô sắp nhảy ra ngoài mất rồi. Đi thôi. Thiệu Hải Dương giằng lại cái cặp cô đang dùng để che trước mặt, bởi vì đó là cặp của cậu. Hạ Mộc nhìn Thiệu Hải Dương, ngoại trừ đồng phục hơi bẩn thì không chảy một giọt máu nào. Quả nhiên không thể đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài mà, quá lợi hại. Nhìn cô sợ hãi rụt rè đến mức này, chẳng lẽ là kẻ lừa đảo sao? nhưng khi ý nghĩ này sắp thành hình ở trong đầu lại thấy cô đi đến bên đám du côn ngã xuống đất không dậy nổi đứng ở bên cạnh kẻ móc túi gặp lúc sáng cam giận nói ác giả ác báo tôi nguyền rủa anh bị lửa thiêu mông dứt lời cô xoay người rời đi vì sợ tên du côn đứng dậy đuổi theo nên cô chạy một mạch thẳng ra ngoài đầu ngõ thiệu hải dương nhìn bóng lưng cô vậy là có ý gì làm thế cũng được tính là nguyền rủa sao cậu nhét số điện thoại vào túi áo tên móc túi nói. Đừng hỏi vì sao, gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ trả tiền cho anh. Tên móc túi bị đánh cho đầu rơi máu chảy nào dám kêu gào, liên tục gật đầu. Cung tiễn Lý Tiểu Long rời đi. Hai ngày sau, cậu nhận được điện thoại của tên móc túi kia, đối phương nói. Gần đây rất thiếu tiền, lại bị thương. Hỏi Thiệu Hải Dương có chuyện gì để hắn cống hiến sức lực, kiếm thêm chút thu nhập trợ cấp chi phí sinh hoạt. Bị thương sao? Chỗ nào? Tên móc túi ấp úng một lúc, mới nói. Khi dùng lò vi ba nấu mì, vô ý trượt chân, lò vi ba vừa khéo đặt ở dưới đất, cho nên mông ngồi vào nước sôi. Nghe xong, Thiệu Hải Dương nhìn về phía Hạ Mộc đang nằm ở trên ghế sofa xem tivi Cô gái này quả nhiên không đơn giản. chương 4 Bí mật đằng sau cánh cửa gỗ Đêm nay cậu về nhà ở đi, tôi có ít chuyện riêng phải xử lý. Thiệu Hải Dương không hỏi gì mà đồng ý luôn. Mấy ngày qua, cậu luôn quan sát chi tiết cuộc sống của Hạ Mộc. Đầu tiên có thể xác định một chuyện, cô không có bạn bè, cũng không có thân thích thường xuyên qua lại. Về phần sinh hoạt hàng ngày thì dường như có người đúng hạn sẽ gửi phí sinh hoạt cho cô, nhưng không nhiều lắm, nếu không cô cũng sẽ không cầm sổ tiết kiệm mà đau khổ nhăn mày. Tầng này ngoài phòng của cô còn hai phòng nữa, một phòng có người thuê, một phòng để trống. Cô là sao trổi nổi tiếng, mọi người không dám lại gần, vậy nên cô không thể đi làm thêm kiếm tiền tiêu phạt như những học sinh khác. Ở trường học, cô là đối tượng được toàn thể học sinh và giáo viên, ký nghĩ viên chi. Nên giờ đây, ngay cả khi cô cả mạo 3 ngày không đi học được, cũng không hề nhận được bất cứ một cuộc gọi an ủi nào. Thậm chí, trong trường còn truyền ra lời đồn vô cùng ác ý, chờ cô bệnh nặng thêm, trường sẽ bắt được một tai họa. Chẳng qua, những chuyện linh tinh này đều đã nằm trong dự liệu. Ngay cả Hạ Mộc cũng sẽ lờ đánh nói với Thiệu Hải Dương, "Trước mắt, ngoại trừ cậu thì tất cả mọi người đều hy vọng tôi chết sớm một chút mới tốt." "Uống thuốc đi." Trước khi đi, Thiệu Hải Dương đưa thuốc cảm và nước ấm cho cô. Hạ Mộc cầm viên thuốc cảm ném vào thùng rác. "Cậu không cần giả mù sa mưa quan tâm tôi." "Vì sao không chịu uống thuốc? Bởi vì tôi muốn truyền nhiễm cho cậu." cho cậu cũng đau đầu nhức óc, cả người vô lực. Cậu thích đáp án này không? Thái độ của cô luôn khiến người ta phản cảm, thường xuyên bày ra vẻ mặt khó chịu, giống như con nhím đẩy gai, lúc nào cũng chuẩn bị tấn công. Một chuỗi tiếng ho đánh gãy suy nghĩ của Thiệu Hải Dương. Cậu lại đổ một viên thuốc từ trong lọ thuốc ra, mặc kệ hạ mộc có đồng ý hay không, mạnh mẽ nhét vào trong miệng cô. Một tay che mũi miệng của cô, nói, đừng hiểu lầm, tôi cũng không quan tâm đến sức khỏe của cậu đâu là sợ cậu làm hỏng chuyện lớn của tôi thôi hạ mộc giận chừng mắt nhìn cậu vị đắng của thuốc tràn ngập trong khoang miệng cô bất đắc sĩ nuốt thuốc vào họng không hiểu vì sao thiệu hải dương không sợ hãi cái gọi là nguyền rùa kia cô bắt đầu tò mò Suốt cuộc là chuyện gì khiến nam sinh này cam tâm tình nguyện mạo hiểm vậy cậu không về người nhà cũng không đi tìm sao hạ mộc hết mày hay cậu ta cũng là một kẻ miệng lưỡi chuông hoa sống khô nên bị ghét. Trước khi đến tìm cậu, tôi đã làm thủ tục nhập học nội chú. Hạ Mộc âm thầm thở dài, quả nhiên không phải nhất thời quật khởi mà là có chuẩn bị mà đến. Thần thần bí bí, suốt cuộc là muốn làm gì? Đồng hồ treo tưởng tích tích báo đã 8 giờ. Hạ Mộc lập tức đẩy cậu ra cửa, còn cảnh cáo không cho phép cậu về. Bỗng dưng ngoài cửa sổ phát ra một tiếng ấm ấm. Ngay sau đó mưa suối xả như chút nước từ trên trời xuống. Tôi đi đây, chú ý an toàn. Thiệu Hải Dương cũng không vì trời mưa mà mượn cớ kéo dài. Nhưng đi được ba bước lại bị Hạ Mộc gọi lại. Bỗng, một cái ô gấp được ném qua. Thiệu Hải Dương nhanh nhẹn bắt lấy, lại khó hiểu chớp mắt mấy cái. Cậu cho tôi uống thuốc, tôi cho cậu mượn ô, hai ta không thiếu nợ nhau. Ăn một tiếng, Hạ Mộc đóng cửa trống trộm, sắc sắc, sắc sắc từ bên trong khóa hai lần khóa. Thiệu Hải Dương nhìn ô in hoạt tiết hoạt hình nghĩ. Hạ Mộc suốt ngày là nhài rủa cậu đi chết, dường như cũng không máu lạnh lắm. Nhưng cậu vốn không định đi. Cậu lấy chìa khóa, lặng lẽ mở cửa phòng sát vách. Không sai, người thuê đúng là cậu. Khi cậu chú ý tới phòng này sát với cửa gỗ nhà Hạ Mộc, đã dự đoán được sớm hay muộn cũng có một ngày sẽ xuất hiện tình huống như hôm nay đằng sau cánh cửa đó nhất định có điều kỳ lạ là phòng chế tạo bùa chú hay là phòng luyện công hay cô ấy sẽ biến thân thiệu hải dương cười tự diễu để xác định thân phận của cô cậu cũng sắp biến thành kẻ cuồng phán đoán rồi ban công bên này vừa khéo cách gian phòng kia nửa mét cậu đã từng đứng đây quan sát nhưng vì bên kia buông rèm cửa sổ nên không thấy được gì mà hôm nay hà mộc kéo rèm cửa sổ bên trong ẩn hiện ánh sáng lay động từng đợt, từng đợt khó nhẹ bay ra. Thiệu Hải Dương nhanh chóng xác định đó là ánh nến. Một chân cậu xoải ra đặt lên trên ống dẫn nước bên ngoài ban công, một chân dẫn vào bên cạnh ban công, cẩn thận đi qua. Đa số bé trai được bồi dưỡng từ gia đình quân nhân đều có tố chất tâm lý vô cùng tốt. Nhìn Thiệu Hải Dương bề ngoài lịch sự nhưng nội tâm lại vô cùng mạnh mẽ. Cái này phải cảm ơn ông bố đã nói là làm của cậu. Trầm ngôn của ông là, nam tử hắn đầu đội trời chân đạp đất ở ngoài mạnh mẽ giữ gìn quyền lợi của quốc gia ở bên trong bảo vệ vợ con già trẻ đàn ông trong nhà này tuyệt đối không biết đến hai từ tuyệt vọng và bất lực câu tuyên ngôn hùng hồn đó cậu nghe từ khi mới 5 tuổi lúc này tiếng nước nở khe khẽ từ cửa sổ kính bay ra thiệu hải dương ngẩn ra đợi chút chẳng lẽ là hạ mộc đang khóc cậu không dành nghĩ nhiều bước ngang sang nửa bước Thử thò đầu ra nhìn Hạ mộc quỳ gối trên đệm gói Mắt nhìn thẳng vào dị ảnh trước mắt Liên tục dập đầu còn nghẹn ngào khàn khàn lầm nhầm Ba, hôm nay là ngày giỗ của ba mộng mộc rất nhớ ba Ba trở về thăm con được không Dù chỉ một phút thôi Một phút thôi mà, được không Cô vươn một ngón tay Đầu ngón tay dừng ở giữa không trung Trong mắt tràn ngập trở mong Cho đến khi nến trắng sắp cháy hết Cô mới thất vọng buông tay xuống từ từ đứng dậy. Đầu ngón tay lướt qua khuôn mặt hiền lành ấm áp của bà, nâng khu hình lên, ôm chặt vào lòng. Bà biết không, từ sau khi bà đi, đêm nào con cũng mời thầy ác mộng. Cũng bởi vì năng lực đáng sợ, chết tiệt kia mà con không dám kết bạn, lại càng không dám dọn đến ở cùng ba. Ba vẫn tưởng rằng con ghét gì, thật ra gì đối với con rất tốt, hàng tháng còn giúp con trả phí sinh hoạt. Con muốn được như những đứa trẻ khác có cha mẹ quan tâm, Bị bệnh có người sờ sờ đầu con, khi vui có người cười cùng con. Nhưng nghĩ đến sức mạnh không giống người thường kia, con lại cảm thấy vô cùng sợ hãi, ai tới cứu con với. Nước mắt hạ mộc rơi như mưa, siết chặt hai tay, nghĩ đến bà nội luôn yêu thương mình, cô ôm mạch khom lưng, khóc đến tàn nát cõi lòng. Ngoài cửa sổ, Thiệu Hải Dương hoàn toàn ngây người. Nơi này nào có phải phòng thi triển phép thuật hay luyện công gì, rõ ràng là một gian linh đường dù để tế bái bể trên. Nhìn cách bài trí đơn giản cổ xưa trong phòng, theo cậu phân tích, đây chắc chắn là phòng ngủ của bà khi còn sống. Hà Mộc giữ nguyên căn phòng này là để tưởng nhớ người đã khuất. Đồng thời, khiến cậu nhìn thấy một Hà Mộc với nội tâm cực kỳ yếu ớt khác với bình thường. Cùng với tiếng khóc như khóc như than, trái tim Thiệu Hải Dương cũng có rút lại. Cô nhắc đến năng lực đáng sợ có phải là năng lực nguyền rủa cô không thể khống chế không? cho nên cô mới không dám kết bạn, rời khỏi cha mẹ vì sợ sẽ làm tổn thương đến những người quan trọng nhất với cô. rất nhiều nghi vấn xoay quanh ở trong đầu cậu, nhưng cậu không có thời gian nghĩ nhiều. bởi vì nhìn cô đau khổ như thế, cậu cũng bất giác cảm thấy phiền muộn. xin lỗi hạ mộc, không nên gọi cậu là sao trồi. hai chữ ngắn ngủi lại giống như bị đau quét vào tim, đúng không? Thiệu Hải Dương cụp mí mắt nặng trĩu, cậu và Hạ Mộc vừa khéo trái ngược nhau hoàn toàn. Một người vô cùng khát vọng tình thân, một người lại vội vàng muốn chạy trốn tình thân. Đột nhiên, trong lòng cậu rất rối loạn. Chương 5. Yêu cầu của cậu, năng lực của cô Chủ nhật, Hạ Mộc vẫn chưa hết cảm. Cô bọc chăn nằm trên ghế sofa, dùng khăn giấy bịt mũi, nhìn chăm chú vào người đang lượn như con thoi giữa phòng bếp và phòng khách. Thiệu Hải Dương. Khụ khụ, này, đừng khiến nhà thôi trướng khí mù mịt như thế nữa, gọi đồ ăn sẵn bên ngoài như bình thường không được à. Cậu còn chưa được nếm qua tay nghề của tôi, đi ăn cơm thôi, cơm nước xong phải đi làm chính sự. Hạ Mộc giật mình, thì ra là tiệc chia tay. Ăn cơm xong thì uống thuốc. Thiệu Hải Dương vươn một bàn tay áp lên trán cô. tại cậu rất lớn, đủ để che kín ánh mắt kinh ngạc của cô. Thực ấm áp cô bị sao thế này trong ánh mắt mơ mơ hồ hồ ẩn chứa vô phản cô độc cô đang dùng năng lực nguyên rủa cô níu giữ một người không thích mình sao bọn họ ngồi vào bàn trên bàn bày các món ăn gia đình gọi lên tưởng niệm vô hạn của hạ mộc với bà Gắp một miếng trứng gà xào dưa chuột cắn một miếng hạ mộc vội che miệng lại rất khó ăn à chết mới thôi cậu ta đi bán muối đấy à hạ mộc lắc đầu nhét vào miệng một miếng cơm xã to. Wow, cơm còn chưa chín. Đừng cánh cá chọn canh, đây là lần đầu tiên tôi xuống bếp đấy. Thiệu Hải Dương cho rằng cô lại cố ý soi mói. Thử ăn một miếng mới phát hiện vẻ mặt cô thế kia là quá khách khí rồi. Hạ Mộc nhìn cậu xanh cảm hạt, lúc nâng bát cơm lên lén cong khóe môi. Đừng ăn nữa, kẻ bệnh lại nặng thêm đấy. Thiệu Hải Dương định chè bát cơm lại, nhưng Hạ Mộc lại kịp thời chuyển đi. Tôi ăn cái gì cũng thế, không đói chết là được, huống chi. Cô gấp sao trộn vào cơm, cười nói. Cũng không đến nỗi khó ăn lắm, cậu không ăn thì để tôi ăn. Nụ cười dịu dàng không mang theo định ý, chỉ đơn giản là cho cô vài món ăn gia đình khó nuốt mà thôi, Thiệu Hải Dương khẳng định. Có lẽ đây là nguyên nhân chúng ta cần bạn bè, trả giá chút ít đổi lấy thỏa mãn và vui vẻ. Nếu cậu muốn, chờ sau khi tôi đi, cậu có thể viết thư cho tôi đồ nhà quê, em muốn viết thư cho cậu. Hạ Mộc cười nhạt, khi uống canh thì thào hỏi. Cậu muốn đi đâu? Thiệu Hải Dương cười có hơi bất đắc sĩ. Thực ra xét trên một vài khía cạnh, cậu và Hạ Mộc khá giống nhau. Chính vì không có bạn thân cho nên không hiểu cách trao đổi với người khác. Tâm lý bọn họ đều có chỗ thiếu hụt, làm tổn thương lẫn nhau để đạt được cảm giác mình tồn tại. Lại vô tình sinh ra đồng cảm thật đáng buồn. Thiệu Hải Dương, thực ra tôi... Hà Mộc buông bát đũa, đi vào phòng ngủ, đem một vạn nguyên si chưa động đặt lên bàn. Không biết làm thuật nguyên rùa, có thể tùy ý làm người khác bị thương. Thật sự không biết, xin lỗi đã lừa cậu. Hà Mộc ban đầu chỉ muốn đùa dưỡng cậu. Tốt nhất là khi tất cả đã sẵn sàng, cô sẽ không lên sân khấu để mình cậu ta làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng giờ thì thôi đi, tình cảm của con người quả nhiên rất đáng sợ ngay cả hình ảnh đối trại gay gắt cũng sẽ lưu lại trong trí nhớ không cần cảm thấy ai náy chuyện kia giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi thiệu hải dương đẩy tiền lại chỗ tôi sắp đến cũng không có cơ hội tiêu tiền cậu tiêu hết giúp tôi đi rốt cuộc cậu đi đâu hà mộc bỗng dưng ngẩng mặt lên thiệu hải dương cười mà không nói chỉ bắt cô đi thay quần áo bà muốn dẫn cô đến một nơi rất đặc biệt Mấy năm nay Hạ Mộc chưa từng mua quần áo mới, từ trong tủ lục ra chiếc váy từ 3 năm trước. Tuy rằng có hơi ngắn, nhưng cô vẫn rất thích. Bởi vì chiếc váy này là bà tự tay cắt may theo hình trên tạp chí. Cầm túi sách nhỏ, đội mũ cùng Thiệu Hải Dương đi dưới ánh mặt trời rực rỡ. Tuy rằng cậu nói không cần cô thì triển pháp thuật nữa, nhưng trong lòng cô vẫn có hơi bất an. Xuống khỏi xe buýt, kinh khí cầu nam màu rực rỡ đập vào mắt. Cô ngẩng đầu lên, mở to hai mắt. Công viên trò chơi. Thiệu Hải Dương lấy ra hai chiếc vé từ trong túi. "Tôi biết cậu không thích những chỗ náo nhiệt, vậy bây giờ coi như đi giúp tôi." "Cậu nói chính sự chính là nay, đợi tôi với." Hạ Mộc đuổi theo bước chân của cậu, âm thầm cười trộm, ai nói không thích. Cứ như vậy, bọn họ từ thuyền hải tặc chạy đến thác nước Càn Đàm, vào ống trượt nước rồi lại nhảy lên tàu lượn siêu tốc tùy ý để mái tóc bay theo gió, quần áo phớp phới, trong vòng xoay tròn cực nhanh cất tiếng cười to, hết ẩm ý. Chơi tàu lượn thêm lần nữa đi! Giờ phút này, Hạ Mộc tràn đầy sức sống, hai gò má hưng phấn đỏ ửng, rất vui vẻ. Tùy cậu, Thiệu Hải Dương đưa một chai nước khoáng cho cô, nhưng vẻ mặt Hạ Mộc lại cứng đờ. Cậu nhìn theo ánh mắt cô, thấy một thằng bé sát tay ông nội đòi chơi xe lửa không chung. Dần dần, Hạ Mộc trốn ra phía sau Thiệu Hải Dương, run rẩy. Cậu sao vậy? Hạ Mộc hoảng loạn lắc đầu. Chúng ta đi thôi, lập tức đi. Cô vừa nói, có nguy hiểm, có nguy hiểm. Vừa chạy như điên, Thiệu Hải Dương nghĩ đến kẻ móc túi bị cô nguyền rùa, lửa theo mông, lại liên hệ với ông cháu bị cô tập trung kia. Cậu nắm chặt lấy cô, chất vấn. Cậu nguyền rùa bọn họ sao? Ông ấy sẽ chết, nhưng không phải. Chết? Thiệu Hải Dương kinh hãi, nổi trận lôi đỉnh nói. Vốn tôi tìm cậu giúp là vì năng lực của cậu, nhưng tôi biết cậu không thể khống chế năng lực này. Cho nên những chuyện ngoài ý muốn lúc trước, tôi muốn cố gắng cho rằng đó chỉ là tai nạn do tranh chấp. Nhưng ông ấy chọc cậu sao? Vì sao cậu lại xuống tay với ông ấy, thậm chí giết người? Không phải, đừng nghĩ oan cho tôi. Hạ Mộc hét to một tiếng, ôm đầu ngồi sổ xuống, run rẩy nói ra sự thật. Dù cậu tin hay không, tôi có thể nhìn thấy bất hạnh của con người. Thiệu Hải Dương ngẩn ra, thì ra năng lực của cô không phải tạo ra tai nạn mà là đoán được tai nạn. Hạ Mộng cuộn mình dưới tảng cây, lúng ta lúng túng nói. Khi tôi nhìn thấy đỉnh đầu một ai đó hiện lên chữ hung màu đen, hình ảnh người đó gặp bất hạnh sẽ hiện ra rõ ràng trong đầu tôi. Nói cách khác, cho dù bị thương hay là chết, tôi vẫn phải tận mắt nhìn thấy. Đây là năng lực của cô, có được một đôi mắt nhìn thấy tương lai, nhưng những hình ảnh cô nhìn thấy không phải tiếng kêu thét thì là máu me. Ai có thể hiểu được đau khổ của cô? Ai có thể hiểu được tâm trạng biết người thân của mình sẽ ra đi vào năm nào, tháng nào, ngày nào, thậm chí là giờ phút nào? Chính vì không thể đối mặt với bạn bè sẽ gặp tai nạn, không thể tránh khỏi trong cuộc đời, cho nên thà rằng chạy trốn, thà rằng bị mọi người ghét bỏ phút chốc, Thiệu Hải Dương túm cô quay ngược về. Hạ Mộc liều mạng sẽ dụa. Dừng lại, chẳng lẽ cậu muốn tôi nói cho ông ấy rằng ông vì muốn cứu cháu mình mà ngã chết? Đổi lại cậu, cậu có tin không? Cô cũng từng nhắc nhở người qua đường sẽ gặp phải nguy hiểm, nhưng đối phương lại cho cô một bà tay. Cứu ông ấy đi. Ông ấy sẽ không tin đâu, huống chi vận mệnh đã an bài, ngay cả bà nội tôi còn không cứu được thì có thể cứu ai đây? tình huống không giống nhau. Bà cậu qua đời vì bệnh, tình huống bây giờ là ngoài ý muốn. Không thử làm, sao biết không được. Thiệu Hải Dương dừng chân ngoái đầu lại nhìn. Ít nhất cậu đã nhắc nhở ông ấy, ít nhất cậu đã chống lại sự an bài của vận mệnh. Có lẽ ông trời ban cho cậu năng lực này là vì muốn cậu giúp đỡ mọi người gặp sự hóa lành. Gặp sự hóa lành. Hạ Mộc đột nhiên bị kích động không nhỏ, lông tơ toàn thân đều sự đứng lên. Thật sự có thể giải thích như vậy sao? Tin tôi đi, Hạ Mộc, giống như tôi tin mỗi một câu của cậu đều là nói thật vậy. Nếu cứu được ông ấy, cậu sẽ có được hạnh phúc. Ngay cả khi thất bại, cô cũng sẽ không thẹn với lương tâm, không uổng phí năng lực hơn người này. Ánh mắt kiên định của cậu như liều thuốc an thần mạnh nhất. Hạ Mộc đứng nhìn thật lâu, lau nước mắt, đột nhiên chỉ lên hai chữ ông cháu đứng bên, xe lửa không chung. Thiệu Hải Dương, mong ăn ông ấy lại. Lời còn chưa dứt, Thiệu Hải Dương đã đi tới trước mặt hai ông cháu. Lợi dụng ưu thế chiều cao cản ông cụ trước cửa xoát vé, chen vào ôm lấy đứa cháu, tươi cười sán lạn với ông cụ đang trợn mắt há hốc mồm. Ông ơi, cháu lười xếp hàng, tặng cho cháu được không? Ông cụ sửng sốt 3 giây, đánh giá Thiệu Hải Dương dáng vẻ lịch sự, vỗ đuổi cười to. Được, được, ông cũng đang lo không biết làm thế nào đây, chăm sóc cụ cưng bảo bối của ông nhé, ông đứng chở hai đứa ở cửa cảm ơn cháu sẽ chăm sóc cháu bé thằng bé cũng không sợ người lạ ngồi ở trên tay thiệu hải dương còn rất đắc ý rung đùi vui vẻ với vẫy bàn tay nhỏ bé với ông rất nhanh xe lửa bắt đầu ầm ầm chuyển động hạ mộc nhìn ông lão ngồi ở trên băng ghế nghỉ ngơi bỗng chốc chữ hung trên đầu ông biến mất cô thở phào một tiếng quỵ xuống che miệng vì vui sướng mà khóc nức nở trời ạ thật sự cứu được hạ mộc sao rồi Tiếng la từ chỗ cao chuyển đến. Hạ Mộc ngẩng đầu, Thiệu Hải Dương vẻ mặt lo lắng, vươn hai tay, đồng thời dựng ngón tay cái lên. Cảm ơn cậu Thiệu Hải Dương là cậu dạy tôi có rất nhiều cách để cứu người. Cảm ơn là cậu dẫn tôi ra khỏi sai lầm. Chương 6. Đoạn kết Nhìn mô dáng hai ông cháu bình an rời đi, Thiệu Hải Dương trêu chọc nói. Cậu không phải là sao trổi, là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Hạ Mộc xấu hổ cười cười, giống như Thiệu Hải Dương đã nói. Mỗi người đều có giá trị tồn tại, không tỏa sáng ở nơi này thì sẽ tỏa sáng ở nơi khác. Chỉ cần không buông tay, không trốn tránh, chắc chắn sẽ tìm được con đường thích hợp với mình. Hiện tại có thể nói với tôi nguyên nhân cậu thuê tôi chưa? Thiệu Hải Dương cười xùy một tiếng. Trước khi trải qua những chuyện này, tôi luôn cho rằng phải tranh thủ vì mình. Nhưng giờ không còn nữa... "Tôi sẽ nghe lời cha tham gia không quân." "Hả? Cậu không thích tham gia quân ngũ sao?" "Không phải, chẳng qua là không chịu nổi thái độ của ba tôi, khiến tôi cảm thấy mình sống như một con rối." Thiệu Hải Dương mấp máy, "Từ nhỏ đến giờ, tôi luôn sống theo kế hoạch ba tôi đã vạch sẵn, ông hy vọng tôi tham gia không quân, tôi không thể phản kháng. Thậm chí vì thực hiện giấc mộng lúc còn trẻ, để tôi trước khi làm kiểm tra sức khỏe nhập ngũ trên người không có bất cứ vết thương nào mà ông cầm tôi ra ngoài một mình cho đến khi tôi sắp phát điên đập phá đồ đạc trong nhà mẹ mới xin ba cho tôi một tháng thả lỏng ba nghĩ đến đầu tháng sau sẽ kiểm tra sức khỏe nhập ngũ mới miễn cưỡng đồng ý cậu mím môi tôi thường hỏi mình thiệu hải dương mày không thể tự mình quyết định một lần sao có thể không nếu mày bị thương ngay trước hôm kiểm tra sức khỏe khiến kế hoạch của bà tan thành thì thật sảng khoái biết bao thật ra tất cả mọi việc hoàn toàn xuất phát từ phản nghịch là vì hạ mộc khóc nhớ thương người thân đã kéo cậu trở về sao cậu có thể xem nhẹ một chuyện quan trọng nhất làm tổn thương bản thân chẳng khác nào làm tổn thương cha mẹ thậm chí gấp bội bọn họ là người từng trải có lẽ quá mức nhưng tuyệt đối là xuất phát từ tình yêu lấy cách tự hủy hoại tương lai để trả thù cha mẹ Hành vi này quá ngây thơ, cũng quá ngu xuẩn. Một bàn tay nhỏ bé lướt qua đầu vai, Thiệu Hải Dương xuôi đi buồn bã, thong song cười. Đồng ý với tôi một chuyện được không? Chuyện về ở với ba mẹ đi. Hạ Mộc suy nghĩ một lát, yên lặng gật đầu. Cậu phải nhầm ngũ sao? Đúng vậy, cảm xúc của cậu tạm dừng trong chớp mắt, lại mở hai tay về phía trời xa. Chờ tôi về, tôi muốn nếm thử đồ ăn cậu làm, chỉ mong đừng bê bết hơn cả tài nghề của tôi. Tôi sẽ viết thư cho cậu. Hạ Mộc dựa vào đầu vai cậu. Ánh sáng chiều đỏ vàng chiếu lên hai người, làm nổi bật khuôn mặt đỏ ửng như quả táo chín của cô. Cảm ơn cậu là cậu đã ngăn tôi không làm đảo binh. Sau này tôi sẽ không khép kín mình nữa. Tôi sẽ dùng hết khả năng để giúp đỡ mọi người. Cậu cũng phải nỗ lực trở thành niềm tự hào của cha mẹ. Ly biệt luôn làm người ta cảm thấy bị thương nhưng mày là ngán ngủi. được viết thư cho tôi kể những chuyện cậu đã cứu người cho tôi nghe không chừng nhiều năm sau có thể viết thành một quyển sách hạ mộc cười hì hì gật đầu cậu cũng phải gửi ảnh cho tôi đấy cậu mặc quần trang nhất định sẽ rất tuấn tú thiệu hải dương hiếm khi cũng hoạt bát chớp mắt tác giả và quân nhân một tĩnh một động vô cùng hợp Hai người không hẹn mà ưỡn ngực, lại nhìn nhau cười, mỗi người ôm ấp giấc mộng của riêng mình, cùng chậm rãi giải bước dưới trời chiều. Đột nhiên, Hà Mộc đi đến trước mặt một cô bé đang hết nhìn đông, lại nhìn tay, đem bóng bay thiệu hải dương mua cho cô, đưa cho cô bé. Em đang tìm cái này sao? Cô bé nhìn thấy bóng bay xinh đẹp thì ngừng khóc nức nở. Hà Mộc cười mà không nói, đưa cô bé an toàn về bên mẹ người mẹ sốt ruột lệ nóng doanh trong vô cùng cảm kích cô hời mới tự nhiên cúi người đáp lễ rồi hốt hoảng rời đi chẳng lẽ trên đầu đứa bé ấy cũng xuất hiện hả cậu hỏi không học theo cậu có thể giúp đỡ thì không làm động vật máu lạnh khoanh tay đứng nhìn thiệu hải dương chăm chú nhìn khuôn mặt cô tươi cười như hoa không kiềm chế được cầm lấy tay cô bóng bay không còn nữa cho nên Hà Mộc cúi đầu mí môi, nắm thật chặt tay cậu. Ánh chiều kéo cái bóng của họ trải dài trên mặt đất, giống như của đời con người. Tuy rằng bóng tối và ánh sáng luôn giao thoa, nhưng dù bạn lấy tốc độ nào để bắt lấy bóng tối thì vẫn sẽ gặp ánh sáng trước. Vào một năm đó, tháng nào đó, nếu bạn gặp được một cô gái nhiệt tình như vậy, đừng mắng cô ấy vô lý, có lẽ cô ấy đang muốn giúp bạn mà thôi. Câu chuyện ngắn của ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và cũng đừng quên lịch phát sóng của kênh là vào lúc 9 giờ sáng và 14 giờ chiều từ thứ hai đến thứ bảy các bạn nhé. Chúc các bạn có một ngày cuối tuần vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Về phần sinh hoạt hàng ngày thì dường như có người đúng hạn sẽ gửi phí sinh hoạt cho cô. Nhưng không nhiều lắm. Nếu không cô cũng sẽ không cầm sổ tiết kiệm mà đau khổ nhăn may. Tầng này ngoài phòng của cô còn hai phòng nữa, một phòng có người thuê một phòng để trống. Cô là sao trổi nổi tiếng, mọi người không dám lại gần, vậy nên cô không thể đi làm thêm kiếm tiền tiêu phạt như những học sinh khác. Ở trường học, cô là đối tượng được toàn thể học sinh và giáo viên, ký nghĩ viên chi. Nên giờ đây ngay cả khi cô cả mạo ba ngày không đi học được, cũng không hề nhận được bất cứ một cuộc gọi an ủi nào. Thậm chí, trong trường còn truyền ra lời đồn vô cùng ác ý, Chờ cô bệnh nặng thêm, trường sẽ bớt được một tai họa. Chẳng qua, những chuyện linh tinh này đều đã nằm trong dự liệu. Ngay cả Hạ Mộc cũng sẽ lờ đánh nói với Thiệu Hải Dương. Trước mắt, ngoại trừ cậu thì tất cả mọi người đều hy vọng tôi chết sớm một chút mới tốt. Uống thuốc đi. Trước khi đi, Thiệu Hải Dương đưa thuốc cảm và nước ấm cho cô. Hạ Mộc cầm viên thuốc cảm ném vào thùng rác. Cậu không cần giả mù xa mưa quan tâm tôi vì sao không chịu uống thuốc? Bởi vì tôi muốn truyền nhiễm cho cậu, cho cậu cũng đau đầu nhức óc, cả người vô lực. Cậu thích đáp án này không? Thái độ của cô luôn khiến người ta phản cảm, thường xuyên bày ra vẻ mặt khó chịu, giống như con nhím đẩy gai, lúc nào cũng chuẩn bị tấn công. Một chuỗi tiếng ho đánh gãy suy nghĩ của Thiệu Hải Dương. Cậu lại đổ một viên thuốc từ trong lọ thuốc ra, mà kệ Hạ Mộc có đồng ý hay không, mạnh mẽ nhét vào trong miệng cô một tay che mũi miệng của cô, nói Đừng hiểu lầm, tôi cũng không quan tâm đến sức khỏe của cậu đâu, là sợ cậu làm hỏng chuyện lớn của tôi thôi. Hạ Mộc giận trừng mắt nhìn cậu, vị đắng của thuốc tràn ngập trong khoang miệng. Cô bất đắc sĩ nuốt thuốc vào họng, không hiểu vì sao Thiệu Hải Dương không sợ hãi cái gọi là nguyền rùa kia. Cô bắt đầu tò mò, suốt cuộc là chuyện gì khiến nam sinh này cam tâm tình nguyện mạo hiểm vậy? cậu không về người nhà cũng không đi tìm sao hạ mộc hết may hay cậu ta cũng là một kẻ miệng lưỡi chuông hoa sống khô nên bị ghét trước khi đến tìm cậu tôi đã làm thủ tục nhập học nội chú hạ mộc âm thầm thở dài quả nhiên không phải nhất thời quật khởi mà là có chuẩn bị mà đến thần thần bí bí suốt cuộc là muốn làm gì đồng hồ treo tưởng tích tích báo đã 8 giờ hạ mộc lập tức đẩy cậu ra cửa còn cảnh cáo không cho phép cậu về bỗng dưng ngoài cửa sổ phát ra một tiếng ầm ầm ngay sau đó mưa suối xả như chút nước từ trên trời xuống tôi đi đây chú ý an toàn thiệu hải dương cũng không vì trời mưa mà mượn cớ kéo dài nhưng đi được ba bước lại bị hạ mộc gọi lại bỗng một cái ô gấp được ném qua thiệu hải dương nhanh nhẹn bắt lấy lại khó hiểu chớp mắt mấy cái cậu cho tôi uống thuốc tôi cho cậu mượn ô hai ta không thiếu nợ nhau ăn một tiếng Hạ Mộc đóng cửa chống trộm, sắc sắc, sắc sắc, từ bên trong khóa hai lần khóa. Thiệu Hải Dương nhìn ô in hoạt tiết hoạt hình nghĩ. Hạ Mộc suốt ngày là nhải rủa cậu đi chết, dường như cũng không máu lạnh lắm. Nhưng cậu vốn không định đi. Cậu lấy chìa khóa, lặng lẽ mở cửa phòng sát vách. Không sai, người thuê đúng là cậu. Khi cậu chú ý tới phòng này sát với cửa gỗ nhà Hạ Mộc, đã dự đoán được sớm hay muộn cũng có một ngày sẽ xuất hiện tình huống như hôm nay. Đằng sau cánh cửa đó nhất định có điều kỳ lạ. Là phòng chế tạo bùa chú hay là phòng luyện công? Hay cô ấy sẽ biến thân? Thiệu Hải Dương cười tự diễu. Để xác định thân phận của cô, cậu cũng sắp biến thành kẻ cuồng phán đoán rồi. Ban công bên này vừa khéo cách gian phòng kia nửa mét. Cậu đã từng đứng đây quan sát nhưng vì bên kia buông rèm cửa sổ nên không thấy được gì. Mà hôm nay, Hạ Mộc kéo rèm cửa sổ. Bên trong ẩn hiện ánh sáng lay động từng đợt, từng đợt khó nhẹ bay ra. Thiệu Hải Dương nhanh chóng xác định đó là ánh nến. Một chân cậu xoải ra đặt lên trên ống dẫn nước bên ngoài ban công, một chân dẫm vào bên cạnh ban công, cẩn thận đi qua. Đa số bé trai được bồi dưỡng từ gia đình quân nhân đều có tố chất tâm lý vô cùng tốt. Nhìn Thiệu Hải Dương bề ngoài lịch sự nhưng nội tâm lại vô cùng mạnh mẽ. Cái này phải cảm ơn ông bố đã nói là làm của cậu. Trong ngôn của ông là, nam tử hắn đầu đội trời chân đạp đất, ở ngoài mạnh mẽ giữ gìn quyền lợi của quốc gia, ở bên trong bảo vệ vợ con già trẻ. Đàn ông trong nhà này tuyệt đối không biết đến hai tử tuyệt vọng và bất lực. Câu tuyên ngôn hùng hồn đó cậu nghe từ khi mới 5 tuổi. Lúc này, tiếng nước nở khe khẽ từ cửa sổ kính bay ra. Thiệu Hải Dương ngẩn ra, đợi chút, chẳng lẽ là Hạ Mộc đang khóc? Cậu không rảnh nghĩ nhiều, bước ngang sang nửa bước, thử thò đầu xa nhìn. Hạ Mộc quỳ gối trên đệm cói, mắt nhìn thẳng vào di ảnh trước mắt, liên tục dập đầu, còn nghẹn ngào khàn khàn giải sạch sẽ. Quả thật giống con cháu nhà giàu. Tôi nghĩ bây giờ cậu sẽ đồng ý tìm hiểu về tôi một chút. Thiệu Hải Dương, cậu ta vươn tay tỏ vẻ hữu nghị. Hạ Mộc hai tay ôm ngực, cười khẩy nói. Cậu nghĩ rằng tôi là người thấy tiền sáng mắt sao? Nói còn chưa dứt lời, thiết bị chiếu sáng trong phòng nháy mắt tắt phụt hạ mộc thốt ra hỏng bét mai mới có tiền nộp tiền điện đồng thời bại lộ chân tướng cô quả thật là người nghèo chỉ cần cậu đồng ý giúp tôi tất cả chỗ tiền này đều là của cậu trong bóng đêm truyền đến giọng nói nghiêm túc của thiệu hải dương hạ mộc suy nghĩ một lát hỏi giúp thế nào bị thương trong khoảng thời gian tôi chỉ định thật buồn cười tôi vốn không có bản lĩnh quái dị này Trước khi tới, tôi đã điều tra cậu kỹ càng. Tôi tùy tiện lấy hai ví dụ. Thứ nhất, sau khi cậu tranh chấp với thành viên đội bóng đá, đã nguyền rủa đối phương sẽ gãy xương. Ngày hôm sau, đối phương trong trận đấu bị thành viên trong đội đá trò gãy xương. Thứ hai, vì cậu không chú ý nghe giảng bị giáo viên phạt đứng ngoài cửa. Trước khi ra cửa, cậu nói với giáo viên cái gì chắc cậu chưa quên đúng không? Thế giáo kia quả nhiên trong vòng 3 ngày sốt cao nằm viện. Những chuyện như thế còn rất nhiều tính tình của cậu cũng quá hỏng rồi. Chỉ vì bất mãn mà dáng tai họa lên đầu người khác. Cậu không phải sao trổi mà là phù thủy ác độc. Thiệu Hải Dương bình tĩnh lên án. Đương nhiên, tuy rằng ấn tượng của tôi với cậu không tốt, tôi cũng cho rằng những chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác chỉ đành thuê cậu. Chật, thái độ thật ngạo mạn. Công tử này thật chú ý cô quá cơ. Không đùa giỡn cậu ta một lần chẳng phải có lỗi với bản thân sao? đồng ý. Được, cậu đi nộp tiền điện, tôi muốn đi tắm. Con muốn ở lại đây theo dõi cô. Ngay cả khi quanh mình tối đen, Hà Mộc vẫn nhìn về phía cánh cửa gỗ kiểu cũ kia. Yên tâm, tôi ngủ phòng khách sẽ không tùy tiện đụng vào vật phẩm riêng tư của cậu, lại càng không tùy ý xông vào phòng. Đây là giáo dục cơ bản. Không mời mà tự vào thì sao? Giáo dục thường xuất hiện dưới tình huống đôi bên thống nhất ý kiến. Lớn lên làm luật sư đi ngụy biện quá thể. Chẳng qua, rất lâu, rất lâu rồi, không ai dám tới gần cô như thế. Hạ Mộc cảm thấy lạ lạ. chương 3 Tận mắt chứng kiến sức mạnh của cô Đêm đầu tiên bình an vô sự, bọn họ cùng đi đến trường tất nhiên sẽ khiến cho bạn học khác chú ý đến Thiệu Hải Dương. Nam sinh này không muốn sống hay là thật sự không muốn sống? Tiếng nghị luận xì xào rơi vào tai bọn họ, Hạ Mộc dừng chân ngoái đầu lại nhìn. Các học sinh vội lấy khí thế xét đánh không kịp, bưng tai tản ra, sợ xa trổi vô địch ra tay độc ác với mình. Phù thủy, muốn ăn sáng không? Thiệu Hải Dương cầm một cái hamburger đưa cho cô. Hạ Mộc không đói, nhưng Thiệu Hải Dương lại có dũng khí đối xử tốt với cô trước mắt bao người. Ờ thì, sung hô có thể bỏ qua. Cảm ơn, cô thật sự không sợ tôi à. Cô bóc giấy đóng gói vừa định cắn, tầm mắt lại dừng lại ở phía đối diện thiệu hải dương theo ánh mắt của cô nhìn qua lập tức hô lên với người phụ nữ đang đi cẩn thận tên móc túi phía sau tiếng hô này không chỉ nhắc nhở người phụ nữ kia mà còn khiến tên móc túi hoảng hốt tên móc túi tức giận chỉ vào thiệu hải dương có ý cảnh cáo tiện đà bỏ trốn mất tăm cậu thích lo chuyện bao đồng nhỉ hạ mộc nói đây không phải chuyện bao đồng là do cậu khuyết thiếu quan niệm đạo đức thôi hạ mộc muốn nói lại thôi nhún vai cam chịu kệ đi dù sao cô cũng không cần sự đồng tình của cậu ta cậu ở lại nhà tôi vì sợ tôi chạy mất sao ừ tôi muốn bảo đảm tuyệt đối không để xảy ra sai sót cậu ta luôn có thái độ đã dự liệu hết mọi chuyện hà mộc kiềm chế ý cười giả vờ hỏi ngày đó cậu muốn bị thương đến mức nào tốt nhất là cậu nên nói trước cho tôi biết trạng thái không tốt chỉ sợ sẽ làm phép thất bại nói đến trọng điểm Tôi muốn xem năng lực của cậu trước. Khi nào thì được? Thiệu Hải Dương cũng không hoàn toàn tin tưởng. Bây giờ đi. Hà Mộc ném hamburger vào thùng rác, đứng đối diện với Thiệu Hải Dương. Hai tay chắp trước ngực tạo thành chữ thập dựng, trong miệng lầm bầm. Nhìn động tác ly kỳ cổ quái của cô, thần kinh Thiệu Hải Dương cũng dần căng thẳng. Nếu bảo không sợ chút nào là nói dối. Đột nhiên, Hà Mộc từ từ mở to mắt, âm trầm nói. Tôi muốn nguyền sủa cậu. Cô nâng ngón trỏ chỉ vào mi tâm của cậu. Thiệu Hải Dương nín thở. Khoan đã. Không được. Phép thuật nguyên rùa một khi đã bắt đầu thì sẽ không thể ngưng. hà Mộc lên tiếng cắt ngang lời cậu. Đầu ngón tay tới gần, chỉ cách mi tâm cậu 5 phân. Thiệu Hải Dương thở sâu, dứt khoát nhắm hai mắt lại. Thấy cậu lo lắng không yên, hà Mộc mím môi cười. Tôi nguyền rủa cậu. Trong vòng 2 giây sẽ bị Hạ Mộc chọc đau mắt trái. an à lầm nhầm. Ba, hôm nay là ngày giỗ của ba, Mộc Mộc rất nhớ ba. Ba trở về thăm con được không? Dù chỉ một phút thôi, một phút thôi mà, được không? Cô vươn một ngón tay, đầu ngón tay dừng ở giữa không trung. Trong mắt tràn ngập trở mong, cho đến khi nến trắng sắp cháy hết. Cô mới thất vọng buông tay xuống, từ từ đứng dậy. Đầu ngón tay lướt qua khuôn mặt hiền lành ấm áp của ba, nâng khung hình lên, ôm chặt vào lòng. Bà biết không, từ sau khi bà đi, đêm nào con cũng mời thầy ác mộng cũng bởi vì năng lực đáng sợ chết tiệt kia mà con không dám kết bạn lại càng không dám dọn đến ở cùng ba ba vẫn tưởng rằng con ghét gì thật ra gì đối với con rất tốt hàng tháng còn giúp con trả phí sinh hoạt con muốn được như những đứa trẻ khác có cha mẹ quan tâm bị bệnh có người sờ sờ đầu con khi vui có người cười cùng con nhưng nghĩ đến sức mạnh không giống người thường kia con lại cảm thấy vô cùng sợ hãi ai tới cứu con với. Nước mắt hạ mộc rơi như mưa, siết chặt hai tay, nghĩ đến bà nội luôn yêu thương mình, cô ôm mạch khom lưng, khóc đến tà nát cõi lòng. Ngoài cửa sổ, Thiệu Hải Dương hoàn toàn ngây người. Nơi này nào có phải phòng thi triển phép thuật hay luyện công gì, rõ ràng là một gian linh đường dù để tế bái bể trên. Nhìn cách bài trí đơn giản cổ xưa trong phòng, theo cậu phân tích, đây chắc chắn là phòng ngủ của bà khi còn sống. Hà Mộc giữ nguyên căn phòng này là để tưởng nhớ người đã khuất. Đồng thời, khiến cậu nhìn thấy một Hà Mộc với nội tâm cực kỳ yếu ớt, khác với bình thường. Cùng với tiếng khóc như khóc như than, trái tim Thiệu Hải Dương cũng còn rút lại. Cô nhắc đến năng lực đáng sợ, có phải là năng lực nguyền ruột cô không thể khống chế không? Cho nên cô mới không dám kết bạn, rời khỏi cha mẹ, vì sợ sẽ làm tổn thương đến những người quan trọng nhất với cô. Rất nhiều nghi vấn xoay quanh ở trong đầu cậu, nhưng cậu không có thời gian nghĩ nhiều. Bởi vì nhìn cô đau khổ như thế, cậu cũng bất giác cảm thấy phiền muộn. Xin lỗi Hạ Mộc, không nên gọi cậu là sao trồi. Hai chữ ngắn ngủi lại giống như bị đau khoét vào tim, đúng không? Thiệu Hải Dương cụp mí mắt nặng trĩu, cậu và Hạ Mộc vừa khéo trái ngược nhau hoàn toàn. Một người vô cùng khát vọng tình thân, một người lại vội vàng muốn chạy trốn tình thân đột nhiên trong lòng cậu rất rối loạn. Chương 5. Yêu cầu của cậu, năng lực của cô Chủ nhật, Hà Mộc vẫn chưa hết cảm. Cô bọc chăn nằm trên ghế sofa, dùng khăn giấy bịt mũi, nhìn chăm chú vào người đang lượn như con thoi giữa phòng bếp và phòng khách, thiệu hải dương. Khụ khụ, này, đừng khiến nhà thôi trướng khí mù mịt như thế nữa, gọi đồ ăn sẵn bên ngoài như bình thường không được à. Cậu còn chưa được nếm quà tay nghề của tôi, đi ăn cơm thôi, cơm nước xong phải đi làm chính sự. Hạ Mộc giật mình, thì ra là tiệc chia tay. Ăn cơm xong thì uống thuốc. Thiệu Hải Dương vươn một bàn tay áp lên trán cô. Tài cậu rất lớn, đủ để che kín ánh mắt kinh ngạc của cô, thực ấm áp. Cô bị sao thế này? Trong ánh mắt mơ mơ hồ hồ, ẩn chứa vô phản cô độc. Cô đang dùng năng lực nguyên rủa, cô như giữ một người không thích mình sao? bọn họ ngồi vào bàn, trên bàn bày các món ăn gia đình, gọi lên tưởng niệm vô hạn của Hạ Mộc với bà. Gắp một miếng trứng gà xào dưa chuột, cắn một miếng, Hạ Mộc vội che miệng lại. Rất khó ăn à? Chết mới thôi, cậu ta đi bán muối đấy à? Hạ Mộc lắc đầu, nhét vào miệng một miếng cơm xó to. Wow, oh, cơm còn chưa chín. Đừng kén cá chọn canh, đây là lần đầu tiên tôi xuống bếp đấy. Thiệu Hải Dương cho rằng cô lại cố ý soi mói. Thử ăn một miếng mới phát hiện vẻ mặt cô thế kia là quá khách khí rồi. Hạ Mộc nhìn cậu xanh cả mặt, lúc nâng bát cơm lên lén cong khóe môi. Đừng ăn nữa, kẹo bệnh lại nặng thêm đấy. Thiệu Hải Dương định chè bát cơm lại, nhưng Hạ Mộc lại kịp thời chuyển đi. Tôi ăn cái gì cũng thế, không đói chết là được, huống chi. Cô gắp sao trộn vào cơm, cười nói. Cũng không đến nỗi khó ăn lắm, cậu không ăn thì để tôi ăn. Nụ cười dịu dàng không mang theo định ý, chỉ đơn giản là cho cô vài món ăn gia đình khó nuốt mà thôi, Thiệu Hải Dương khẳng định. Có lẽ đây là nguyên nhân chúng ta cần bạn bè, trả giá chút ít đổi lấy thỏa mãn và vui vẻ. Nếu cậu muốn, chờ sau khi tôi đi, cậu có thể viết thư cho tôi. Đồ nhà quê, ai muốn viết thư cho cậu? Hạ Mộc cười nhạt, khi uống canh thì thảo hỏi. Cậu muốn đi đâu? Thiệu Hải Dương cười có hơi bất đắc dĩ. Thực ra xét trên một vài khía cạnh, cậu và Hạ Mộc khá giống nhau. Chính vì không có bạn thân, cho nên không hiểu cách trao đổi với người khác. Tâm lý bọn họ đều có chỗ thiếu hụt, làm tổn thương lẫn nhau để đạt được cảm giác mình tồn tại. Lại vô tình sinh ra đồng cảm thật đáng buồn. Thiệu Hải Dương, thực ra tôi... Đầm mạnh, tung tăng chạy đi. Ha ha, đồ ngốc. Thiệu Hải Dương hoài đá tại chỗ trẻ mắt trái, nhìn hung thủ vội vàng trẻ mắt, ngây ra như phỗng. Đứa trẻ sinh ra trong gia đình quân nhân, từ nhỏ đã nhận sự giáo dục quân sự hóa nghiêm khắc, hoàn toàn không thể hiểu hành động này của cô là vì mục đích gì. Trên đường về nhà, Thiệu Hải Dương nghi mãi không xong, liền đuổi theo bước chân cô. Tư cùng đường mới nhờ cậu giúp, vì sao cậu lại làm cho có lệ vậy hả? Hạ Mộc cho rằng cậu sẽ gào to thét lớn, nhưng cậu lại dùng vẻ mặt hết sức mê man nhìn cô ra vẻ đang chờ cô giải thích kỳ lạ nhưng mà cũng đúng nếu cậu ta có lối suy nghĩ bình thường thì sao lại đến tìm cô cờ chứ đúng lúc này có hai người đàn ông ca to cầm gậy từ đầu hẻm nhảy ra một kẻ trong số đó là tên móc túi họ gặp lúc sáng đối với bọn du côn vô cùng hung dữ hạ mộc lập tức trốn sau thiệu hải dương mà thiệu hải dương ban đầu cũng bị đánh lại bọn họ đặt cặp ở ven đường, vén tay áo lên. Hơn nữa còn nói với bọn họ, cùng lên đi, đừng làm chậm trễ thời gian của tôi. Lời này quả thật rất có trí khí đàn ông, nhưng đằng lúc Hạ Mộc sùng bái cậu ta, Thiệu Hải Dương lại dịch sang một bước đẩy Hạ Mộc lên phía trước. Cậu có ý gì? Đây là cơ hội tốt, nhìn cậu bộc lộ tài năng. Cậu ta dùng tay ra dấu mời, đứng dựa vào tường xem. Dù Côn vùng gậy sát nhe sang cười, Mặc kệ là vươn tay hay là duỗi chân, hai đứa mày hôm nay đừng hỏng thoát. Ai muốn đi, sao trời thể hiện uy lực các người muốn chạy cũng không kịp. Thiệu Hải Dương nhìn Hạ Mộc, cười sán lạn. Đúng không? Đúng cái đầu cậu ý. Không đợi cô phản ứng, bọn du côn đã giờ gậy lên, lấy đả xông tới. a à, a à, cứu mạng. Hạ Mộc lấy tốc độ ánh sáng biến mất khỏi tầm mắt của Thiệu Hải Dương, nhưng không ngờ đầu hẻm còn có một tên su côn chắn đường vì thế cô lại chạy về cậu làm gì đấy thiệu hải dương khó hiểu hỏi vô nghĩa đương nhiên là đang chạy trốn hạ mộc chạy trốn chết nhưng bà gã du côn đã chặn kín ngõ nhỏ đừng nói thiệu hải dương mặc kệ cho dù cậu ta không mặc kệ thì cũng chẳng làm gì được nhìn bộ dạng lịch sự của cậu ta đã biết là người đọc sách xem ra bữa này xác định là bị đánh rồi đã bảo cậu đừng xen vào việc của người khác rồi mà cậu mới là khách tình thực sự thì có sao nào giờ không định thì pháp a à. đúng thật ra tôi vốn biết rồi đứng sang một bên đi không đợi hạ mộc giải thích rõ ràng thiệu hải dương đã bước một bước dài đứng chắn trước mặt cô hạ mộc vội vàng dùng cặp sách che mặt chỉ nghe thấy phía trước có tiếng binh khí giao đấu chém xiết rung trời a à si đà phật đánh cậu ta một cái là tốt rồi bọn họ không định dù lòng thương với con gái a à. Cô làm nhảm được khoảng 10 phút, trên đỉnh đầu một bóng đen bao trùm cả người cô. Trái tim cô sắp nhảy ra ngoài mất rồi. Đi thôi. Thiệu Hải Dương rằng lại cái cặp cô đang dùng để che trước mặt, bởi vì đó là cặp của cậu. Hạ Mộc nhìn Thiệu Hải Dương, ngoại trừ đồng phục hơi bẩn thì không chảy một giọt máu nào. Quả nhiên không thể đánh giá người ta qua vẻ bề ngoài mà, quá lợi hại. Nhìn cô sợ hãi rụt rè đến mức này, chẳng lẽ là kẻ lừa đảo sao? Nhưng khi ý nghĩ này sắp thành hình ở trong đầu, lại thấy cô đi đến bên đám su côn ngã xuống đất không dậy nổi. Đứng ở bên cạnh kẻ móc túi gặp lúc sáng, cam giận nói. Ác giả ác báo, tôi nguyện rủa anh bị lửa thiêu mông. Sứt lời, cô xoay người rời đi. Vì sợ tên du côn đứng dậy đuổi theo nên cô chạy một mạch thẳng ra ngoài đầu ngõ. Thiệu Hải Dương nhìn bóng lưng cô. Vậy là có ý gì? Làm thế cũng được tính là nguyền rủa sao? cậu nhét số điện thoại vào túi áo tiền móc túi nói. Đừng hỏi vì sao, gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ trả tiền cho anh. Tên móc túi bị đánh cho đầu rơi máu chảy nào dám kêu gào, liên tục gật đầu. Cung tiễn Lý Tiểu Long rời đi. Hai ngày sau, cậu nhận được điện thoại của tên móc túi kia, đối phương nói. Gần đây rất thiếu tiền, lại bị thương, hỏi Thiệu Hải Dương có chuyện gì để hắn cống hiến sức lực, kiếm thêm chút thu nhập trợ cấp chi phí sinh hoạt. Bị thương sao? Chỗ nào? Tên móc túi ấp úng một lúc, mới nói. Khi dùng lò vi ba nấu mì, vô ý trượt chân, lò vi ba vừa khéo đặt ở dưới đất, cho nên mông ngồi vào nước sôi. Nghe xong, Thiệu Hải Dương nhìn về phía Hạ Mộc đang nằm ở trên ghế sofa xem tivi Cô gái này quả nhiên không đơn giản. chương 4. Bí mật đằng sau cánh cửa gỗ Đêm nay cậu về nhà ở đi, tôi có ít chuyện riêng phải xử lý. Thiệu Hải Dương không hỏi gì mà đồng ý luôn. Mấy ngày qua, cậu luôn quan sát chi tiết cuộc sống của Hạ Mộc. Đầu tiên có thể xác định một chuyện. Cô không có bạn bè, cũng không có thân thích thường xuyên qua lại. Chào mừng bạn đến với kênh Đọc truyện Ngôn Tình Hay. Hôm nay Bảo Linh xin gửi tới các bạn một bộ truyện mới có tên Sao trồi tiểu thư Tác giả Tiểu Hải Tử Người Lại Đây các bạn nhớ subscribe kênh để theo dõi những bộ truyện ngôn tình mới và hay nhất các bạn nhé nội dung chuyện sao trổi tiểu thư kể về cô gái rắc rối hạ mộc không phải cô rắc rối mà bởi lẽ cô nhiệt tình quá mức ai cũng gọi là sao trổi xui xẻo dù cô là một cô gái dễ thương trong sáng nhưng có người nói với cô mỗi người đều có giá trị tồn tại không tỏa sáng ở nơi này thì sẽ tỏa sáng ở nơi khác chỉ cần không buông tay không trốn tránh chắc chắn sẽ tìm được con đường thích hợp nhất cho mình thiệu hải dương người nhờ vào cô và ngay lần đầu gặp mặt người cho cô hiểu rằng cô cũng có điểm mạnh riêng là cô gái đang yêu. Mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện qua giọng đọc Bảo Linh. Chương 1 mở đầu. Lớp trưởng, mình quét rác hay là lao bàn? A, à, Hà Mộc à. Lớp trưởng nhìn nữ sinh có vẻ mặt không biểu cảm này, bắt rác lùi ra sau một bước. Không cần, không cần. Nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm, cậu mau về nhà nghỉ ngơi đi. Đây đâu phải ngày đầu cậu quen mình sắc mặt mình vẫn luôn như vậy mà. Ánh sáng chiều chiếu lên gương mặt trắng bệch như tờ giấy cũng không giúp cô tăng lên chút ấm áp nào. Không, thực sự không cần đâu. Cậu về đi, tôi sẽ ký sổ giúp cậu. Hạ Mộc chỉ chờ cậu ta nói câu này, sau đó sẽ cặp xoay người đi. Các bạn học khác chẳng những không oán trách lớp trưởng thiên vị mà còn giờ ngón cái lên với cậu, lớp trưởng anh Minh. Đi ra khỏi tòa nhà, một quả bóng rổ lăn đến chân cô, Cô vừa không người định nhặt lên. Thành viên đội bóng rổ đứng ở xa vội hết ba tiếng. No! Không cần làm phiền đàn em đâu, để anh tự nhặt. Hà Mộc nhún vài đi tiếp. Khi sắp đến cổng trường, vừa khéo đi qua phòng bảo vệ, thấy mọi người chuẩn bị đóng cửa ra về. Nhưng nhìn thấy cô đến, động tác của mọi người đồng loạt dừng lại. Thậm chí mở rộng cửa ra nửa mét như sợ cọ bẩn đồng phục của cô vậy. Những ai không biết thì nhất định cho rằng cô là con gái ông trùm xã hội đen hoặc thiên kim nhà giàu được chiều chuộng. Nhưng thật ra, cô là phần tử nguy hiểm trong mắt mọi người. Hễ ai xảy ra xung đột với cô đều sẽ gặp phải tai nạn bất ngờ. Nhẹ thì cả mạo phát sốt, đau răng đau bụng, nặng thì gãy xương ngã xe trên đường đi gặp kẻ cướp. Chẳng lẽ đây chính là sao trổi trong truyền thuyết sao? Ai biết được? Chương 2. Đồ thần kinh không ngừng theo đuôi cậu còn đứng chắn cửa, tôi sẽ cho cậu thằng thiền luôn đấy. Hạ Mộc nhìn chăm chăm nam sinh cao lớn đứng chắn trước cửa. Hôm nay thật mới mẻ, người khác trốn cô còn không kịp, nam sinh này uống nhầm thuốc rồi ư. Nghe nói cậu là sao trổi vô địch. Này, cậu thật bất lịch sự. Nam sinh buông hai tay xuống, hoàn toàn không quan tâm sắc mặt cô càng ngày càng khó chịu, nói. Tôi muốn bị thương, hy vọng cậu có thể giúp tôi. Nhảy lâu, cắt cổ tay, uống thuốc ngủ, muốn chết có gì khó. Tôi nói là bị thương, chứ không phải chết. Cậu là động vật máu lạnh à? Hạ Mộc thấy sắc mặt cậu ta nghiêm túc, cười lạnh nói. Đúng thế, muốn chết lần sau đến tìm tôi. Nói xong, cô lách quà bên người nam sinh, mở cửa vào nhà. Không ngờ nam sinh này không chỉ vô lễ mà còn dám xông vào nhà dân. Thậm chí còn đẩy bật cửa chống trộm nhà cô. Cậu không ra tôi sẽ báo cảnh sát đấy nam sinh lại không thèm nhìn cô. Nhìn một lượt phòng khách sạch sẽ sáng hơi, đột nhiên cậu chú ý tới một căn phòng có cửa gỗ. Cánh cửa kia cực kỳ không hòa hợp với cách bài trí trong nhà. Chính xác mà nói thì đó là cửa phòng ngủ kiểu cũ, thường xuất hiện từ thập niên 50-60. Lớp son lót màu xanh nhạt, còn có vài chỗ đã chóc sơn. Chính giữa cửa dán một bức tranh cũ ố vàng, xem ra đã nhiều năm rồi mà những nơi khác trong nhà cơ bản lấy màu gỗ thô làm chủ đạo. Tuy không thể nói là thời thượng cao cấp, nhưng ít ra cũng phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của người hiện đại. Không cho phép cậu tới gần nơi đó. Hạ Mộc nhanh chóng bước lên chán đường, thuận tay cầm cái vỉ đập ruôi, quát. Cậu bị điên à? Tôi là sao trổi, là yêu tinh hại người, là vi khuẩn gây bệnh. Cậu còn ở đây làm gì? Cánh cửa này quả nhiên có điều bí ẩn. Nam sinh nhận ra tâm trạng cô không tốt, vì thế cậu cho tay vào túi sách. hà Mộc không biết cậu ta đang sờ cái gì, lập tức thủ thế phòng ngự. Bỗng nam sinh vung tay ra, chỉ nghe bốp một tiếng, một sấp nhân dân tệ được buộc chỉnh tề đập lên bàn. Nếu bằng này còn chưa đủ thì cậu ra giá đi. Hà Mộc nhón chân trong chú nhìn, nhìn qua, có khoảng một vạn. Cô quan sát tỉ mỉ nam sinh này, đồng phục và túi sách chung của trường. Trên đồng phục sạch sẽ không tỉ vết, tóc cắt gọn gàng, ngón tay